tâm như lai tự tại, nhưng vì hạ phu tướng tâm có sai biệt mà nói bảy tứ địa. Địa thứ bảy không khởi lỗi lầm thân ngữ ý, sở y địa thứ tám như bọc thấy qua sâu. Địa thứ tám thứ năm hiểu rõ công xảo minh, các Bồ Tát hay làm vua trong các cõi hữu. Kẻ trí không phân biệt sinh hay là không sinh, không cùng với bất không, tự tính vô tự tính. Thầy chỉ là tất lượng mà thật bất khả đắc. Vì hàng vị thừa nói đây thật đây hư vọng, không phải vì Bồ Tát không nên nói phân biệt. Hữu phi hữu đều không, cũng không tướng sát đa, pháp giả thật cũng không. Ngoài tâm không có được, hữu pháp là tục đế, vô tính lệ nhất nghĩa, mê hoặc chỗ vô tính, ý tức là thế tục. Hết thảy pháp đều không, ta vì hàng phản ngu, theo tục giả bày nói, nhưng đấy cũng chân thật. Các pháp do ngôn khởi, tất có nghĩa sở hành, khi thấy do ngôn sinh, thì các pháp không có, như lìa tưởng không hoa, lìa hình không bóng. Nếu đạt thức thanh tịnh thì sống thức bóng sinh, nương pháp thân có báo, từ báo khởi thân, đấy là căn bản Phật. Ngoài ra hóa Phật hiện, không nên vọng phân biệt, không cùng với bất không, vọng chấp hữu và vô lời nghĩa đều không có. Kẻ phàm vọng phân biệt đức thật trần đạm sắc, một mảnh trần không có, cho nên không cảnh giới. Chúng sinh thấy tướng ngoài đều do tưởng tâm hiện, cái bị thấy đấy không nên không có ngoại cảnh. Như voi bị xa lời không thể nào di động, thanh văn trú trong định chìm đắm cũng như thế. Nếu thấy cái thế gian do tập khí làm nhân, hữu vô đều không thấy, pháp vô ngã giải thoát, tự tính là vọng kế, dứt khỏi tức y tha, chân như là viên thành. Trong kinh ta thường nói, tâm ý cùng với thức, phân biệt cùng biểu thị, tạng thức làm ba cõi, đều đồng nghĩa với tâm, thọ mạng hơi ấm thức, a lại ra mạng căn, ý cùng với ý thức, đều đồng nghĩa phân biệt, tâm hay giữ được thân, ý xét đáng suy thường, ý thức cùng năm thức, rõ cảnh giới tự tâm, hoặc thật có ngã thể, khác quẩn cùng trong quẩn, nơi đó tìm ngã thể, chỗ giáo không thể được. Quán thế gian mỗi mỗi các phiền não chính phủ đều do tự tâm hiện, liệu khổ được giải thoát, tâm trí thanh văn bản, tịch tịch trí duyên giác, trí tuệ khỏe như lai, sinh khởi vô cùng tận. Thật không có ra ngoài, chỉ do tưởng tâm hiện, phàm phu không hay biết, vọng phân biệt hữu vi, không biết cả giới ngoài, các thứ đều do tâm, kẻ ngu dùng nhân dụng, lập thành bốn cố nghĩa, bậc trí tất hiểu rõ, cảnh giới tự tâm hiện, không dùng tôn nhân dụng, lập ra các cố nghĩa, phân biệt bị phân biệt, đều là tướng vọng kế, y chỉ nơi vọng kế, mà khởi thêm phân biệt, xoay chuyển tương lẫn nhau, đều do bổ tập khí, cả hai đều là khách, không phải tâm chúng sinh. Khởi ở yên trong ba cõi, phân biệt tâm tâm sở, tạo cảnh giới hiện ra là tự tính vọng kế, hình bóng cùng chủng tử hợp thành 72 xứ, sở y sở duyên hợp, nó có vật được sinh, cũng như bóng trong gương, mắt lòa thấy mau luân, tập khí che cũng thế, kẻ ngu khởi vọng kiến, nơi cảnh tự phân biệt, mà khởi thêm phân biệt, ngoại cảnh không thể có, như ngu không biết dây, lầm cho dây là rắn, không hiểu tự tâm hiện, vọng phân biệt cảnh hòa, như thế tự thể dây. Tính nhất dị đều lìa, chỉ vì tâm mê lầm vọng khởi phân biệt dây, kỳ vọng kế phân biệt, tính vọng kế không còn, như các vật cũng vậy, chỉ do phân biệt sinh, sở kiến tuyệt phi hữu. Từ vô thỉ mê hoặc khởi phân biệt hữu vi, pháp nào khiến mê hoặc, nguyện Phật vì con nói, các pháp không tự tính, chỉ do tự tâm hiện, không hiểu rõ tự tâm cho nên phân biệt sinh, như kẻ ngu phân biệt, vọng kế không có, có những cái khác thế mà kẻ ngu không biết, những cái bậc thánh có kẻ ngu không biết đến. Nếu thánh cũng như phàm thì thánh cũng hư vọng, vì tâm thánh vốn tịnh nên không có mê hoặc, tâm phàm ngu không tịnh nên có vọng phân biệt. Như mẹ bảo con thơ, thôi con đừng khóc nữa, trên trời có quả rơi xuống nhiều cho con bắt, ta vì chúng sinh nói các thứ quả tưởng tượng khiến
chúng vui ham theo pháp thật liền hiểu vô. Các pháp trước không có, các duyên không hòa hợp, vốn không sinh mà sinh, tự tính vốn không có. Pháp chưa sinh không sinh, lìa duyên không chỗ sinh, pháp hiện sinh cũng thế, lìa duyên không thể có. Quán thật chỉ duyên khởi, không hiểu cũng không vô, không hiểu vô cùng sinh, kẻ trí không phân biệt, kẻ ngu phu ngoại đạo, vọng nói tính nhất dị. Không hiểu lý duyên khởi, thế gian vô huyễn mộng, đại thừa tâm vô thượng, siêu việt nơi danh ngôn, nghĩa ấy rất rõ ràng, mà kẻ ngu không biết. Thanh văn cùng ngoại đạo, thuyết họ đầy xen lẫn, khiến nghĩa đều biến đổi, tất cả do vọng kế, các tướng cùng tự thể, hình trạng cùng với tên, bốn thứ ấy duyên nhau, mà khởi các phân biệt, chấp do phạm tự tại, một thân cùng nhiều thân, cùng nhật nguyệt vận hành, kẻ ấy không phải con ta. Đầy đủ các thánh kiến, thông đạt pháp như thật, khéo léo chuyển các tưởng đến bên kia bằng thức, dùng pháp giải thoát này, để hàng nơi hữu vô, cùng lìa chỗ khứ lai, đấy là con trong pháp ta. Nếu sắc thức chuyển diệt, các nghiệp bị hư hoại, tức là không sinh tử, cũng không thường vô thường. Nhưng khi chúng chuyển diệt, tuy xả ly sắc xứ, nghiệp vẫn ở tạo thức, để lỗi lầm hữu vô. Sắc thức tuy chuyển diệt, mà nghiệp không hoại mất, khiến nghiệp trong trong cõi, sắc thức lại tương tục. Nếu các chúng sinh kia, nghiệp đã khỏi bị hoại, tức là không sinh tử, lại không có niết bàn. Nếu nghiệp cùng sắc thức, đồng thời mà diệt hoại, nếu trong sinh tử có sinh, sắc nghiệp sẽ không khác, sắc tâm và phân biệt không khác, không. Kẻ ngu nói diệt hoại mà thật lìa hiểu vô, duyên khởi cùng vọng kế, xoay vần không tướng riêng, như sắc với vô thường, xoay chuyển sinh cũng thế, đã lìa khác không khác, vọng kế không thể biết, như sắc tính vô thường, vì sao nói có không? Khéo đạt chỗ vọng kế duyên khởi tất không sinh, do thấy chỗ duyên khởi vọng kế tức chân như. Nếu diệt tính vọng kế tức là lại pháp nhãn, bèn ở trong pháp ta, xác định cùng phủ định các hạng người như thế, thường hủy bán chánh pháp, kẻ kia cùng phi pháp, diệt hoại pháp nhãn ta, bậc trí không do thiệp. Lại bỏ việc tỳ kheo vì phá hoại vọng kế, nên xác định phủ định. Nếu theo sự phân biệt khỏi các kiến hữu vô, họ như huyễn mao luân, mộng nắm cùng cản thành. Họ không học Phật pháp, không nên cùng ở chung, đã tự do hai biên, lại còn phá người khác. Nếu có bậc tu hành quán nơi tính vọng kế, vắng lặng để hữu vô, Phật tử nên cùng ở. Như thế gian có chỗ sinh vàng bạc mang đi, chỗ kia không tạo tác, mà chúng sinh thuận dụng. Nghiệp tính cũng như vậy, xa liền các thứ tính, nghiệp được thấy vốn không, mà vẫn sinh các nẻo. Như chỗ thánh biết rõ, đều không có gì, do kẻ ngu phân biệt, pháp vọng kế phi không, vì kẻ ngu phân biệt, pháp ấy không có vậy, đã không hết thầy pháp, chúng sinh không tạp nhiễm, vì nó phát tạp nhiễm, bị vô minh ái buộc, hay khởi thân sinh tử, các tất đầy đủ. Nếu nói ngu phân biệt, pháp này đều là không, thì không các cá sinh, kẻ tu hành không chân. Nếu không có mắt này, vẫn làm nhân sinh tử, kẻ ngu không đợi tu, tự nhiên mà giải thoát. Nếu không có pháp kia, phạm thánh làm sao phân, lại tất không thánh nhân, tu hành bao giải thoát. Các quần cùng nhân pháp, tự cộng tướng sáu tướng, các duyên và các căn, ta vì thanh văn nói, duy tâm và không nhân, các địa và tự tại, chân như tịnh nội chứng, ta vì Bồ Tát nói, đời vị lai sẽ có, kẻ mặc áo ca sa, vọng nói chỗ hữu vô, vì hoại chính pháp ta. Pháp duyên khởi vô tính là lãnh vực chư thánh, tính vọng kế không vật, kẻ suy tính phân biệt. Vị lai có kẻ ngu, các ngoại đạo kiệt ma, nói ra luận vô nhân, ác kiến hoại thế gian, vọng nói các thế gian, kẻ do vi trần sinh, mà trần kia không nhân, chính món thật vật thường, do thật mà sinh thật, do đức mà sinh đức, pháp tính khác với đây, hủy bán nói không có, nếu vốn không mà sinh, thế gian có nhân đồng, sinh tử không nhân đồng, ấy là pháp của ta.
Hết thảy vật ba cõi bốn không mà sinh ra, thì lửa chó sinh sử đáng lẽ không nghi ngại. Noãn sắc thức vốn không mà nay mới có sinh, áo mũ đẹp các thứ lẽ ra do bùn sinh. Trong vải không có đẹp, trong cây bổ cũng không, trong mỗi duyên sao không đều sinh ra cái đẹp. Nếu mạng và thân kia vốn không mà nay sinh, như ta đã nói trước, đấy là luận ngoại đạo. Tôn ta nói trước kia, vì đã ngăn ý ấy, khi ngăn ý ấy rồi, sau mới nói tên mình. Sợ rằng chúng đệ tử mê chấp tôn hữu vô, nếu ta vì kẻ ấy trước nói luận ngoại đạo, ác tuệ ta tỳ la vì các đệ tử nói, thắng tính sinh thế gian, bị đa chuyển biến. Vì các duyên không có, không đã sinh, hiện sinh, các duyên đã là không, không sinh, không bất sinh. Tôn ta lìa hữu vô, lại lìa các nhân duyên, sinh diệt và xả tướng, hết thảy đều xa lìa. Thế gian như biển mộng, nhân duyên đều vô tính, thường quán sát như vậy, phân biệt tuyệt không khỏi. Nếu quán được các hữu như ảo tượng mang luân, lại như tầm hương thành, thượng lìa hữu lìa vô. Nhân duyên đều giả ly, khiến tâm được thanh tịnh, nếu nói không ngoại cảnh, mà chỉ có tâm thôi. Không cảnh cũng không tâm, làm sao thành duy thức? Nếu có cảnh sở duyên, tâm chúng sinh khởi lên, không nhân tâm không sinh, làm sao thành duy thức? Chân như cùng duy thức là lãnh vực chúng thánh, có danh ngôn không thật, không giải được pháp ta, do năng thủ sở thủ mà tâm có sinh khởi. Tâm thế gian như vậy nên không là duy tâm. Hình bóng thân tải đất như huyễn do tâm sinh, tâm tuy phân làm hai mà tâm không hai tướng. Như dao không tự cắt, như ngón không tự sở, tâm không tự thấy mình, việc ấy cũng như vậy. Không có hình tượng xứ, tất không y tha phải, tính vọng kế cũng không, năm pháp hai tâm diệt. Năng sinh và xả sinh đều là tướng tự tâm, mật ý nói năng sinh mà thật không tự sinh. Các thứ cảnh hình trạng nếu do tưởng tượng sinh, hư không cùng sừng thỏ, đáng cũng thành cảnh tướng. Tạo cảnh do tâm khởi, cảnh ấy không phải vọng, nhưng cảnh vọng kế kia, lìa tâm không thể có. Trong vô thị sinh tử, cảnh giới đều không có, tâm không có chỗ khởi, làm sao thành hình tượng. Nếu vật không có mà sinh, sừng thỏ đáng cũng sinh, không thể vô vật sinh mà khởi ra phân biệt. Như bóng gương không có thì trước kia cũng không, làm sao trong vô cảnh mà tâm duyên cảnh khởi. Chân như không thật tế, niết bàn cùng pháp giới, hết thảy pháp không sinh, ấy tính đệ nhất nghĩa. Kẻ ngu xa hữu vô, phân biệt các nhân duyên, không thể biết các hữu, không sinh, không tác giả. Do tâm vô thủy làm nhân, duy tâm không có vật, đã không cảnh vô thủy, tâm do đâu mà sinh? Vô vật mà được, mà sinh được, thì nghèo đáng là giàu. Vô cảnh mà sinh tâm, nguyện Phật vì có nói, hết thảy đều không nhân, không tâm cũng không cảnh. Tâm đã không chỗ sinh, để chỗ làm ba cõi, nhân các bình áo sừng mà nói không sừng thỏ, cho nên không được nói, không có pháp nhân nhau, không nhân có mà không, cái không ấy thành có đối không. Cũng thế, xoay chuyển nhân nhau khởi, nếu y theo vài pháp mà có vài pháp khởi, ấy tức cái đã y, không nhân mà tự có. Nếu vật có chỗ nương cũng có nương, thì thẳng lối vô cùng lại không có ít pháp. Như nương các cây lá hiện ra các huyễn tướng, chúng sinh cũng như vậy, nương sự hiện các vật, nương năng lực huyễn sư, kẻ ngu thấy huyễn tướng, nương nơi các cây lá không huyễn nào có được. Nếu y chỉ nương sự pháp ấy tức liền hoại, sở kiến đã không hai, còn chút nào phân biệt. Phân biệt không vọng kế, biệt cũng không có, vì phân biệt là không, không sinh tử niết bàn. Do không cái bị phân biệt tức không khởi, làm sao tâm không khởi mà có được duy tâm? Ý sai biệt vô lượng đều không phát thật, không thật không giải thoát, lại không các thế gian.
như kẻ như vu kẻ phân vu biệt phân biệt sở kiến sở ngoài kiến đều ngoài đều không, không tập tập khí khí quấy đổ quấy đổ tâm tâm như hình như hình ảnh hiện ảnh hiện ra, ra các các thứ thứ pháp pháp hữu hữu vô vô hết hết thảy thảy đều đều không không sinh, sinh, chỉ chỉ duy duy tự tự tâm tâm hiện hiện xa xa lìa lìa nơi nơi phân phân biệt. biệt. Nói Nói các các pháp pháp vô vô duyên duyên cho cho kẻ kẻ vu vu chẳng chẳng trí, trí, tự tự tính tính tâm tâm giải, giải, tuệ tuệ tâm tâm lãnh lãnh vực vực thánh, thánh, số số thắng thắng cùng cùng lộ lộ hình, hình, phạm phạm trí trí và và tự tự tại, tại, để để ra ra vào vào vô vô kiến, kiến, xa xa lìa lìa nghĩa nghĩa tịnh, tịnh, không không sinh sinh không không tự tự tính, tính, ly ly cấu cấu không không như như viễn, viễn, Phật Phật xưa xưa và và Phật Phật nay. nay. Vì Vì ai ai nói nói như như vậy, vậy, kẻ kẻ tịnh tịnh tâm tâm tu tu hành, hành, kẻ kẻ các các kiến kiến tế tế đạt, đạt, chư chư Phật Phật vì vì họ họ nói, nói, ta ta cũng cũng nói nói như như vậy. vậy. Nếu Nếu tất tất cả cả do do tâm, tâm, thế thế gian gian ở ở chỗ chỗ nào, nào, nhân nhân gì gì thấy thấy đại đại địa, địa, chúng chúng sinh sinh có có đi đi lại, lại, như như chim chim bay bay trong trong không, không, tùy tùy phân phân biệt biệt mà mà đi, đi, không không nương nương cũng cũng không không ở, ở, như như đạp đạp đất đất mà mà đi, đi, chúng chúng sinh sinh cũng cũng như như vậy, vậy, do do nơi nơi vọng vọng phân phân biệt, biệt, dạo dạo đi đi nơi nơi từ từ tâm, tâm, như như chim chim trong trong hư hư không, không, bóng bóng thân thân tại tại quốc quốc độ, độ, Phật Phật nói nói chi chi tức tức khởi, khởi, xin xin nói nói bóng bóng chỉ chỉ là là tâm, tâm, nhân nhân gì gì vì vì sao sao khởi, khởi, thân thân bóng bóng thân thân tại tại quốc quốc độ độ đều đều do do tập tập khí khí chuyển, chuyển, lại lại nhân nhân không không như như lý, lý, phân phân biệt biệt mà mà sinh sinh ra, ra, cảnh cảnh ngoài ngoài là là tưởng tưởng tượng, tượng, tâm tâm duyên duyên cảnh cảnh mà mà sinh, sinh, rõ rõ cảnh cảnh chỉ chỉ là là tâm, tâm, thì thì phân phân biệt biệt không không khởi. khởi. Nếu Nếu thấy thấy tính tính vọng vọng kế, kế, danh danh nghĩa nghĩa không không hòa hòa hợp, hợp, xa xa lìa lìa giác, giác, sở sở giác, giác, giải giải thoát thoát các các hữu hữu vi, vi, danh danh nghĩa nghĩa đều đều xa xa lìa, lìa, đấy đấy là là pháp pháp chư chư Phật. Phật. Nếu Nếu lìa lìa đó đó cầu cầu ngộ, ngộ, tất tất không không giác giác tự tự tính, tính, nếu nếu thấy thấy được được thế thế gian gian điểm điểm năng năng giác, giác, sở sở giác, giác, khi khi ấy ấy tất tất không không khởi khởi phân phân biệt biệt danh danh sở sở danh, danh, do do thấy thấy được được tự tự tâm tâm danh danh tự tự vọng vọng tác tác diệt, diệt, không không thấy thấy được được tự tự tâm tâm tất tất khởi khởi lên lên phân phân biệt. biệt. Bốn Bốn uẩn uẩn không không sanh sanh tướng, tướng, số số bốn bốn không không có có được, được, đại đại chủng chủng tính tính các các tên, tên, làm làm giao giao cùng cùng sinh sinh sắc, sắc, do do lìa lìa được được các các tướng tướng năng năng sở sở tạo tạo không không có, có, dị dị sắc sắc riêng riêng có có tướng, tướng, các các uẩn uẩn sao sao không không sinh, sinh, nếu nếu thấy thấy được được vô vô tướng, tướng, uẩn uẩn xứ xứ đều đều xả xả ly, ly, khi khi ấy ấy tâm tâm cũng cũng ly, ly, nên nên thấy thấy pháp pháp vô vô ngã, ngã, do do căn căn cảnh cảnh sai sai khác, khác, sinh sinh ra ra tám tám loại loại thức, thức, ở ở trong trong vô vô tướng tướng kia, kia, ba ba tướng tướng ấy ấy đều đều lìa, lìa, ý ý duyên duyên a a lại lại ra, ra, khởi khởi chấp chấp ngã ngã sở, sở, cùng cùng hai hai chấp chấp của của thức, thức, biết biết rõ rõ tất tất xa xa lìa, lìa, quán quán thấy thấy lìa lìa tất tất dị, dị, ấy ấy tức tức không không bị bị động, động, lìa lìa nơi nơi ngã 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 sở, sở, hai hai thứ thứ vọng vọng phân phân biệt, biệt, không không sinh sinh không không tăng tăng trưởng, trưởng, lại lại không không lâm lâm nhãn nhãn thức, thức, đã đã lìa lìa năng năng sở sở tác, tác, diệt diệt rồi rồi không không sinh sinh lạc, lạc, thế thế gian gian không không năng năng đắc, đắc, lại lại lìa lìa tướng tướng năng năng sở, sở, vọng vọng kế kế cũng cũng duy duy tâm, tâm, ra ra sao sao xin xin Phật Phật nói, nói, tự tự tâm tâm hiện hiện các các thứ thứ phân phân biệt biệt các các hình hình tướng, tướng, không không hiểu hiểu do do tâm tâm hiện, hiện, vọng vọng cho cho là là ngoài ngoài tâm, tâm, vì vì không không có có trí trí giác giác nên nên khởi khởi ra ra vô vô kiến, kiến, làm làm sao sao nơi nơi tính tính hữu hữu mà mà tâm tâm không không sinh sinh chấp, chấp, phân phân biệt biệt không không hữu hữu vô, vô, nên nên nơi nơi hữu hữu không không sinh, sinh, do do sở sở kiến kiến duy duy tâm tâm phân phân biệt biệt tịnh tịnh không không khởi, khởi, vì vì phân phân biệt biệt không không khởi, khởi, chuyển chuyển y y không không chỗ chỗ vướng, vướng, đình đình chỉ chỉ bốn bốn tông tông kia kia gọi gọi là là nhân nhân pháp pháp hữu, hữu, đấy đấy là là phân phân biệt biệt nên nên chỗ chỗ lập lập đều đều không không thành, thành, nên nên biết biết nhân nhân năng năng tác tác cũng cũng thành thành lập lập như như thế, thế, vì vì người người thuyết thuyết năng năng tác tác nói nói nhân nhân duyên duyên hòa hòa hợp, hợp, vì vì ngăn ngăn lỗi lỗi chấp chấp thường, thường, nói nói duyên duyên là là vô vô thường, thường, kẻ kẻ ngu ngu nói nói vô vô thường, thường, mà mà thật thật không không sinh sinh diệt, diệt, không không thấy thấy không không thấy thấy pháp pháp hoại hoại diệt, diệt, mà mà vẫn vẫn có có sở sở tác, tác, trời trời người người Atula, Atula, quỷ quỷ súc súc sinh sinh diêm diêm la, la, chúng chúng sinh 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 trong trong đó, đó, ta ta nói nói là là lục lục đạo, đạo, do do nghiệp nghiệp thượng thượng trung trung hạ hạ mà mà thọ thọ sinh sinh trong trong đó, đó, giữ giữ gìn gìn các các thiện thiện pháp pháp mà mà được được thắng thắng giải giải thoát, thoát, Phật Phật vì vì các các tỳ tỳ kheo kheo nói nói các các chỗ chỗ thọ thọ sinh, sinh, niệm 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 đều đều sinh sinh diệt, diệt, xin xin Phật Phật vì vì có có nói, nói, sắc 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 không không tạm tạm ngừng ngừng niệm 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 cũng cũng sinh sinh diệt, diệt, ta ta vì vì đệ đệ tử tử nói nói sinh sinh diệt diệt cũng cũng như như thế, thế, phân phân biệt biệt là là chúng chúng sinh, sinh, lìa lìa phân phân biệt biệt không không có, có, ta ta vì vì nhân nhân duyên duyên ấy ấy nói nói các các niệm 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 sinh, sinh, nếu nếu lìa lìa bám bám nơi nơi sắc sắc không không sinh, sinh,